Chà, cũng đã rất lâu rồi thì mình chưa làm lại chuyên mục là Q&A, và mình biết rằng trong các video trước đó đã có rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho mình và mong muốn được mình giải đáp đúng nào. Nào là anh ơi em có nên lên iOS 15.7 hay không? Nào là anh ơi em muốn lên iPhone 14 Pro Max thì bù bao nhiêu tiền? Rồi giá iPhone 11 Pro Max hiện tại như thế nào? Và mình có nên mua iPhone 12 Pro hay không? Và tất cả những câu hỏi này mình sẽ đều trả lời ở trong video ngày hôm nay. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên thì các bạn đã hỏi mình là anh ơi, iPhone 11 Pro Max hiện tại bao nhiêu tiền? Thì với câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. iPhone 11 Pro Max hiện tại sẽ có hai phiên bản dung lượng bên trong, bao gồm là 64 và 256. Phiên bản 64GB máy 95% giá sẽ là 12 triệu, còn máy 99% về bên ngoài tức là máy Line New á thì giá của máy sẽ là 12.800.000. Còn chiếc điện thoại mà dung lượng là 256GB thì máy 95% giá của máy sẽ là 13.700.000. Còn máy 99% thì giá của máy khoảng tầm là 14.400.000. À quên, sorry anh em, bởi vì iPhone 11 Pro Max còn một phiên bản cuối cùng nữa, đó chính là 512GB. Và với phiên bản này, nếu như anh em mua máy 95% thì giá của máy khoảng tầm là 15.600.000 đồng. Còn nếu như anh em mua máy 99% tức là máy Line New thì giá của máy khoảng tầm là 16 triệu đồng mà thôi. Tiện đây thì ngoài những cái máy như là máy Line New ra thì bên mình còn bán thêm là dòng máy lock nè, máy CPU và cả máy cho bảo hành, cho nên là mình sẽ để tất cả những cái dòng sản phẩm này bên dưới phần mô tả, anh em click vào và mua ngay nhé. Tất nhiên máy sẽ là máy Line New và sẽ có chương trình đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Câu hỏi thứ hai, giá của dòng iPhone 14 là bao nhiêu tiền vậy anh? Hiện tại thì phiên bản dòng iPhone 14 series sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản, bao gồm là máy tiêu chuẩn nè, máy iPhone 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max. Chiếc điện thoại iPhone 14 tiêu chuẩn máy 128GB á, tức là bản thấp nhất thì giá sẽ là 24 triệu. iPhone 14 Plus 128GB giá sẽ là 27 triệu. iPhone 14 Pro 128GB giá của máy dự kiến sẽ là khoảng tầm là 30 triệu. À, chưa đến 30 triệu tức là 29 triệu 900 nghìn. Còn chiếc cuối cùng là iPhone 14 Pro Max phiên bản thấp nhất là 128GB, giá của máy sẽ khoảng tầm là 34 triệu. Và đây chỉ là mức giá dự kiến và sắp tới có thể nó tăng, có thể nó giảm, và bạn nên chờ một vài thông tin cụ thể hơn để biết chính xác về giá của nó như thế nào khi những cái dòng sản phẩm này đến thị trường Việt Nam nhé. Câu hỏi thứ ba. Ui, câu hỏi này hay nha. Và mình biết rằng câu hỏi này đang rất là nhiều bạn quan tâm, đó chính là iPhone XR thu bao nhiêu tiền vậy anh? Với câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Nếu như iPhone XR của bạn có tình trạng pin á, nó khá là cao, khoảng tầm là trên 85% hoặc là trên 90%, và ngoại hình máy đẹp, tức là nó chỉ bị xước dăm nhẹ nhẹ, hoặc là nó máy đẹp luôn, không bị xước, không bị cấn mớp các kiểu đồ, thì mình sẽ thu với mức giá khoảng tầm là 4 triệu 5 cho phiên bản thấp nhất, tức là 64GB. Và đây là một mức giá mình nghĩ rằng sẽ tốt cho các bạn, và các bạn sẽ dễ dàng có được một khoản tiền để bạn lên đời những sản phẩm cao cấp hơn như là iPhone XS Max, hoặc là iPhone 11 Pro Max, hoặc là iPhone 12 Pro Max. Đến với câu hỏi thứ tư thì có bạn đã hỏi mình là anh ơi, em đang dùng iPhone 11 Pro Max máy đẹp, em muốn lên đời iPhone 14 Pro Max thì em phải bù bao nhiêu tiền? Chà, tuổi đời của iPhone 11 Pro Max mà lên iPhone 14 Pro Max là một khoảng thời gian khá là xa. Và iPhone 11 Pro Max nếu như bản bạn đang dùng là 64GB mà ngoại hình máy đẹp thì mình sẽ thu khoảng tầm là 11.300.000. Còn giá của iPhone 14 Pro Max dự kiến là 34 triệu thì bạn phải bù khoảng tầm là 22.700.000. Khoảng tầm đó, từ 22.700.000 cho đến là 23 triệu để muốn lên đời từ iPhone 11 Pro Max lên đời iPhone 14 Pro Max. Cân nhắc thật kỹ trước khi lên đời nha. Câu hỏi thứ 5, iPhone 12 Pro bây giờ dùng còn ổn không anh? Ổn hay không thì bạn nhìn video xem. Video này mình đang quay bằng con iPhone 12 Pro máy cũ, máy Line New, và bạn thấy không? Rất là đẹp luôn, quay chi tiết tốt, và mình chỉ quay HD 60fps thôi nha. Và ngoài ra thì iPhone 12 Pro còn có chế độ quay 4K 60fps, và chất lượng quay của nó về độ chống ồn nè, về chống rung của nó này rất là tốt luôn. Và mình nghĩ rằng nếu như bạn yêu thích chụp ảnh bằng con iPhone á, thì mình nghĩ rằng iPhone 12 Pro đang là một lựa chọn vô cùng tốt, bởi vì mức giá của nó, bởi vì ngoại hình của nó, và bởi vì những cái gì nó mang lại như là Apple A14 Bionic nè, camera đẹp nè, quay phim rất là đẹp luôn, mà mình cực kỳ thích con iPhone 12 Pro này. Và nếu như bạn quan tâm mình sẽ để ngay đường link bên dưới phụ tả cho anh em xem. Tất nhiên nếu như anh em mua máy cũ sẽ có quyền đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. Tiếp theo, các bạn đã hỏi mình là anh ơi, em đang dùng iOS 16 nhưng mà em bị gặp tình trạng là lag nè, tụt pin nè, lỗi bàn phím nè, thì em phải làm sao? Với câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Nếu như bạn đang rất cần sự ổn định thì mình nghĩ rằng bạn nên nếu như bạn gấp quá thì bạn có thể tải một vài cái
phiên bản như là iOS 15.7 và bạn sẽ hạ từ iOS 16 xuống iOS 15.7. Và để hạ được thì bạn phải tải iTunes về laptop của anh em và anh em xóa cái bản iOS 16 trên điện thoại anh em đi. Rồi và anh em sẽ cài cái iOS 15.7 từ máy tính lên trên điện thoại đó. Lúc này thì anh em đã hạ từ iOS 16 xuống iOS 15.7. Hoặc là nếu mà anh em đợi được á thì mình nghĩ rằng anh em nên chờ iOS 16.1, vì mình thấy rằng phiên bản beta của nó là iOS 16.1 bản beta 1 đang rất là tốt về hiệu năng của máy, về độ ổn định của máy. Và nếu như bạn không ngại về bản beta thì mình nghĩ rằng bạn có thể lên thử phiên bản beta 1 này, vì bản beta 1 này đang rất là tốt về hiệu năng cũng như là về nhiệt độ của máy. Tương tự như vậy thì cũng có bạn đã hỏi mình là anh ơi, hiện tại thì em có nên lên iOS 16 hay là không? Thật ra mà nói nha, nếu như bạn là một người mà yêu thích sự mới mẻ ở trên iPhone á, thì mình nghĩ rằng iOS 16 đang làm tốt gì đó, nào là có màn hình mới nè, giao diện mới, màn hình khóa mới và một vài tính năng bên trong về hiển thị pin nè. Và những cái điều này làm cho trải nghiệm anh em mình thấy rằng khi mình dùng cái trải nghiệm trên iOS 16 ở trên con iPhone 12 Pro á, mình thấy nó khá là tốt và nó làm cho cái trải nghiệm mình cảm thấy mới mẻ hơn so với việc mình dùng lại iOS 15.7. Nhưng mà nếu như bạn đang lo ngại nhiều yếu tố như là về pin, về nhiệt độ, về hiệu năng, ba yếu tố này cực kỳ quan trọng với cá nhân bạn, thì mình nghĩ rằng bạn khoan hãy lên iOS 16. Và có bạn đã hỏi mình là anh ơi, em thích chụp ảnh, quay phim, lướt mạng xã hội và không chơi game thì em nên lựa chọn XS Max hay là iPhone 11? Nếu như bạn chú trọng nhiều về camera thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn iPhone XS Max, bởi vì iPhone XS Max mang đến bức ảnh nó đẹp hơn so với iPhone 11, và cá nhân mình thấy như vậy nha. Bởi vì mình đã từng so sánh một vài bức ảnh khi mình chụp bằng con iPhone XS Max và iPhone 11 rồi, và mình thấy rằng cái độ bão hòa, độ tươi tắn của nó và khả năng zoom của nó nữa rất là tốt và nó hiệu quả hơn so với con iPhone 11 này. Tiện nói về iPhone XS Max thì cũng có bạn đã hỏi mình là anh ơi, nếu như đặt lên bàn cân một bên là iPhone XS Max 95% và một bên là Realme GT Neo 3 thì em nên lựa chọn máy nào để chơi game sương sương và dùng máy khoảng tầm là 2-3 năm? Nó có hai vế, một vế là chơi game sương sương, một vế là dùng khoảng tầm 2-3 năm. Nếu như bạn muốn chơi game sương sương, tức là bạn yêu cầu về hiệu năng của máy, thì mình nghĩ rằng Dimensity 8100 bên trong con Realme GT Neo 3 làm tốt hơn. Bởi vì Apple A12 Bionic không còn là một con chip gọi là tuyệt đỉnh nữa, và nó đã xảy ra hiện tượng giật lag khi mình chơi những tựa game như là PUBG. Còn nếu như bạn muốn dùng điện thoại có tầm là 2-3 năm thì mình nghĩ rằng iPhone XS Max là một lựa chọn mà anh em không thể nào bỏ qua, bởi vì con điện thoại này đang làm tốt và vẫn còn được cập nhật lên iOS lâu dài, có thể là iOS 16 hoặc thậm chí có thể lên đến là iOS 17. Ok, và câu hỏi cuối cùng để kết thúc video lần này đó chính là anh ơi, Apple A12 Bionic còn ngon không anh? Apple A12 Bionic hiện tại được trang bị ở trên 3 chiếc điện thoại, đó chính là iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR. Và cả ba chiếc điện thoại này đều được mang đến hiệu năng nó khá là tốt khi anh em chơi game sương sương và lướt mạng xã hội sương sương. Và để đánh giá con chip Apple A12 Bionic, mình thấy rằng đây chỉ là con chip tầm trung và khá hơn một xíu thôi. Nó không còn là một con chip tuyệt đỉnh nữa, nó không phải là con chip mà anh em phải tung hô rằng là ui, dùng nhiều năm nhiều đời mà vẫn còn quá là ngon, chơi game phải đồ họa rất là cao. Không phải, bởi vì khi anh em để đồ họa là HDR hay là FPS cao ở trong BBG Mobile á thì nó lắc. Và đó chính là toàn bộ những câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình trong các video trước. À, thực ra còn rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà hỏi nhiều quá thì clip nó là dài, nên là mình sẽ chia ra một clip khác để trả lời cho anh em. Và nếu như anh em còn câu hỏi nào muốn hỏi mình nữa về iPhone, về Samsung, rồi nên mua máy nào, nên lựa chọn làm sao, tầm giá này thì chúng ta nên mua máy nào, thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhé. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.